Xin chào mọi người, lần trước thì Thành đã hướng dẫn mọi người cài Android Auto trên điện thoại Android rồi. Thì trên iPhone thì chúng ta sẽ làm như thế nào? iPhone sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì chúng ta chỉ việc trên điện thoại ha, mình vào phần cài đặt, kích hoạt giùm em phần Siri và tìm kiếm. Đây, chúng ta chỉ việc bật lắng nghe Siri lên. Đây, sau khi bật lên, mình đã kích hoạt Hey Siri xong rồi. Thì bước tiếp theo chị làm gì? Dùng một sợi cáp, cũng là sẽ là cáp chính hãng luôn nha anh chị nha. Cáp đi theo điện thoại thì lúc nào dữ liệu nó cũng truyền rất là tốt, rất là ok. Hạn chế mình xài những cái cọng cáp mà dùng để xài điện thoại mà một cọng mà ra hai ba đầu á, không thể nào kết nối được. Thao tác cũng vậy, chúng ta sẽ gắn một đầu vào cái màn hình, một đầu vào điện thoại. Đây, ok. Sau khi cắm vô cái màn hình thì Apple CarPlay tự động nó vô. Bây giờ chúng ta đã điều khiển được cho màn hình rồi. Đây, vậy ha. Đây là menu ứng dụng của cái Apple CarPlay. Chúng ta sẽ xài được Google Maps tương tự như Android Auto thôi. Cũng sẽ tìm kiếm được bản đồ xung quanh chúng ta này nọ, rất là đơn giản, không có gì hết luôn. Chúng ta sẽ cũng những có những cái ứng dụng để mà nhắn tin, gọi điện, nghe nhạc. Ví dụ như đây, ứng dụng Zing MP3 đây. Trên điện thoại của em thì đã có một số nhạc rồi, chúng ta có thể nghe thoải mái. Sau khi chúng ta không muốn xài cái Apple CarPlay nữa thì sao? Vào menu Toyota, chúng ta sẽ về lại màn hình chính của cái màn hình chúng ta. Khi nào muốn vô lại, chúng ta cũng sẽ vô lại Apple CarPlay. Xong, đơn giản vậy thôi, không xài nữa, rút dây, cất điện thoại. Ok. Rồi, thì hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lại anh chị trong clip lần sau. Chào mọi người.